Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong thời gian này, lực lượng y tế đã phát hiện hơn 1.500 mẫu dương tính. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã ghi nhận hơn 3.700 ca mắc COVID-19. Tính đến ngày 31 tháng 8, toàn tỉnh Tiền Giang có 9.756 ca F0, đã điều trị khỏi 5.040 bệnh nhân. Hiện còn gần 4.500 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Tiền Giang cũng đang khẩn trương triển khai chiến dịch, tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng. Toàn tỉnh có hơn 1.435.000 người dân từ 18 tuổi trở lên. Hiện đã có gần 287.000 người được tiêm ngừa vaccine COVID-19. Dự kiến đến hết tháng 12, toàn bộ người dân Tiền Giang từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.